dầu mỏ hóa lỏng LPG hay còn gọi là ga được sử dụng tại Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ 20. Từ đó tới nay, với những ưu điểm vượt trội so với những chất đốt truyền thống như không tạo khói, bụi, khí thải độc hại, dễ vận chuyển cho nhiệt lượng lớn, nguồn cung ngày càng ổn định, ga đã trở thành mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống. Ở những nước phát triển trên thế giới, ga cũng được coi là nhiên liệu chủ yếu bởi tính thiết thực và độ sạch, khả năng bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, Petrolimex Ga tự hào là nhà cung cấp nguồn nguyên liệu xanh này tới tận tay người tiêu dùng cả nước. Tổng công ty ga Petrolimex, thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, là một trong những thương nhân nhập khẩu phân phối ga tiên phong tại Việt Nam. Hiện nay, với 5 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 20 chi nhánh và nhà máy cùng hệ thống các công ty xăng dầu, các tổng đại lý và hơn 100 cửa hàng trực tiếp phủ khắp các tỉnh thành. Ga Petrolimex đã trở nên quen thuộc với khách hàng, được đánh giá là một trong những thương hiệu uy tín nhất cả nước và là một trong 3 công ty dẫn đầu về thị phần trên tổng số gần 70 thương hiệu ga tham gia thị trường. Luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, không ngừng cải tiến công nghệ, kỹ thuật, coi trọng các tiêu chuẩn an toàn và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Ga Petrolimex xứng đáng trở thành sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng. Petrolimex Ga có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài 5 nhà máy đầu mối với tổng sức chứa hàng vạn tấn, với hệ thống cầu cảng tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu có trọng tải lớn, Petrolimex Ga có nhà máy bảo dưỡng và kiểm định bình ga và hàng chục trạm chiết nạp phân bổ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với nguồn nguyên liệu chủ yếu được tiếp nhận từ các quốc gia có nguồn nguyên liệu ga với chất lượng tiêu chuẩn cao, được kiểm định và uy tín trên toàn thế giới. Sau khi nhập cảng, ga được vận chuyển về các kho đầu mối, từ đó chuyển tới các trạm chiết nạp bằng xe bồn chuyên dụng. Tại đây, ga được chiết ra hệ thống bình thông qua dây chuyền đóng nạp hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm soát định lượng, chất lượng an toàn, dán nhãn mác, chụp màng co niêm phong và tem chống hàng giả trên van cổ bình trước khi đưa ra thị trường. Thời gian qua, thị trường ga Việt Nam có nhiều bất cập như hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Lợi dụng uy tín của ga Petrolimex, nhiều gian thương đã chiếm dụng vỏ bình hoặc nhái màu sắc bình gây nhầm lẫn cho khách hàng, trong khi thực chất lại chiết nạp nguồn ga không đảm bảo chất lượng, lẫn nhiều tạp chất không đủ trọng lượng, giảm giá trị sử dụng, không chỉ gây tổn hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do vỏ bình không được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ. Để bảo vệ quyền lợi và an toàn của chính mình, khi có nhu cầu sử dụng ga, quý khách hàng hãy liên hệ với các cửa hàng chính hãng của Petrolimex Ga để được phục vụ sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy. Ga Petrolimex là hỗn hợp propan và butan với ưu điểm độ sạch cao, không màu, không độc, không lẫn tạp chất ăn mòn và hợp chất lưu huỳnh. Khi cháy không gây ô nhiễm môi trường, không gây nhiễm độc kể cả khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Là chất đốt có nhiệt lượng cao 12.000 kcal trên 1 kg, nhiệt độ ngọn lửa cao từ 1.850 đến 2.850 độ C, có thể điều chỉnh nhiệt độ cao thấp tùy ý. Ga Petrolimex cháy hết, không tạo nguội, tạo khói, không tạo khí độc, an toàn cho người sử dụng. Ngoài các hệ thống tiêu thụ ga công nghiệp, hiện nay tổng công ty ga Petrolimex đang cung cấp các loại sản phẩm bình ga dân dụng 12 kg van đứng sử dụng điều áp SRG của Đức, bình ga 12 kg van ngang sử dụng điều áp Reka của Italia và bình ga thương mại 48 kg sử dụng dàn góp tiêu chuẩn cùng với các phụ kiện được nhập khẩu từ nước ngoài đảm bảo độ an toàn tuyệt đối. Tất cả các vỏ bình ga Petrolimex được sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ DOT-4BVK-240 và DOT-4BA-240. Các thông số kỹ thuật được in chìm trên vỏ bình. Hiện nay, tổng công ty ga Petrolimex nằm trong số ít những doanh nghiệp có hệ thống kiểm định vỏ bình tiêu chuẩn được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động ủy quyền, có đủ tư cách pháp nhân trực tiếp kiểm định an toàn cho các loại bình chứa khí đốt lỏng LPG trên thị trường. Đây được coi là hạng mục quan trọng trong chiến lược đầu tư chuyên sâu vì sự phát triển bền vững của tổng công ty và quyền lợi chính đáng của khách hàng. Ngoài ra, để tối đa hóa lợi ích của người sử dụng, Petrolimex Ga đã mua bảo hiểm trách nhiệm cho 100% sản phẩm bình ga với mức 300 triệu đồng một vụ tổn thất, đồng thời cấp sổ bảo hiểm và theo dõi sử dụng cho từng khách hàng.
Hiện nay, mạng lưới phân phối của Petrolimexga đã trải rộng trên khắp 63 tỉnh thành cả nước với hàng nghìn cửa hàng xăng dầu Petrolimex, cửa hàng chuyên doanh ga trực thuộc các công ty, chi nhánh và các đơn vị thành viên tổng công ty ga Petrolimex. Ngoài ra, hệ thống tổng đại lý độc lập ở hầu khắp các địa phương cũng tham gia vào mạng lưới cung cấp ga Petrolimex, góp phần đưa sản phẩm chất lượng cao tới khắp mọi miền đất nước. Ga Petrolimex đã trở thành nguồn nguyên liệu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại như các ngành luyện kim, cơ khí, lò sấy, hàn, cắt, sấy, ủ, kết cấu kim loại, ngành silicat, nhà máy ceramic granite, nhà máy thủy tinh, ngành chế biến nông sản, thực phẩm, sấy cà phê, chè, thủy sản. Đồng thời là nhà cung cấp tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp, cơ quan, trường học và hàng triệu gia đình. Bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, giỏi nghiệp vụ, thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ, Petrolimexga còn cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng chuyên nghiệp, tư vấn nhiều giải pháp kỹ thuật khoa học và linh hoạt như cách chọn vị trí đặt bình ga an toàn cho mỗi bếp ăn gia đình, dàn bình cho bếp ăn đông người, trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, các khách sạn, hệ thống ga trung tâm cho các chung cư cao tầng, trạm cấp ga công nghiệp bằng bồn chứa với dung lượng được tính tối ưu đúng yêu cầu từng nhà máy. Cùng với sự tin tưởng của người tiêu dùng, sản lượng của Petrolimexga không ngừng tăng trưởng qua các năm. Ngày nay, khi ô nhiễm môi trường sinh thái đã trở thành vấn nạn, đe dọa tới chất lượng cuộc sống toàn nhân loại, thì ga với đặc tính là nhiên liệu sạch, tiện dụng, bảo vệ sức khỏe và tài sản an toàn, được xem là sự lựa chọn thông minh cho một cuộc sống hiện đại văn minh. Chính vì vậy, việc cung ứng những sản phẩm ga tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn tuyệt đối và thân thiện với môi trường được tổng công ty ga Petrolimex lựa chọn là tiêu chí cốt lõi cho định hướng phát triển. Trong thế giới vận động không ngừng, Petrolimex ga cũng đang năng động chuyển mình, bổ sung nguồn lực, tiếp tục phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, đầu tư phương tiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày càng mở rộng mạng lưới và phát huy những thế mạnh sẵn có, những kinh nghiệm được tích lũy sau hơn 20 năm hoạt động để cung cấp sản phẩm ga chất lượng nhất, dịch vụ ga an toàn nhất cho mọi gia đình, mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống, xã hội, góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển xanh, sạch, bền vững, xứng đáng với sự tin cậy của cộng đồng. Petrolimex, để tiến xa hơn.